48 đắt nông chào anh em nhé. Các bạn ơi, hôm nay là đêm giao thừa và chắc hẳn trong mỗi gia đình chúng ta đều có những sự chuẩn bị đồ ăn, thức uống để phục vụ cho những ngày Tết cho những người thân yêu trong gia đình, như bánh chưng, bánh tét hay là mứt. Ngày hôm nay Diavo sẽ không nói về vấn đề đó và Diavo xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình khám phá một phong tục rất độc đáo ở ngay tại cái vùng đất Tây Nguyên. Anh em Tây Nguyên xem đây có đúng là cái phong tục mà mọi gia đình ở Tây Nguyên thường xuyên làm vào đêm giao thừa không nha? Nào, xin mời. Đây này các bạn, đêm giao thừa ở tất cả các gia đình ở trên Tây Nguyên hầu như là 100% thì trước tất cả các gia đình đều sẽ chuẩn bị một đống củi thật lớn như thế này. Đó. Một đống củi thật lớn như thế này. Và đống củi này sẽ được khoảng tầm cỡ 9-10 giờ đó thì các gia đình họ sẽ đốt cái đống củi này lên. Mình cùng đi tới nè. Các bạn nhìn thấy không? Đây, xa xa này, trước ngõ của mỗi nhà đều sẽ có một cái đống củi như thế này. Tùy theo cái khoảng thời gian của mỗi gia đình thì họ sẽ có sự chuẩn bị đống củi nó lớn hay là nó nhỏ khác nhau nhé. Đây, ba gia đình kế bên nhau là họ sẽ có những cái đống củi như thế này. Đó. Đây là một phong tục mà không thể thiếu của người Tây Nguyên. Thực sự là những đống củi mà để ở phía trước cổng nhà như thế này và để đốt đêm giao thừa thì thực sự bản thân mình tới giờ mình vẫn không hiểu hết được tất cả ý nghĩa là tại sao mà người trên Tây Nguyên là buổi tối đêm giao thừa sẽ chuẩn bị đống củi như thế này để đốt. Tuy nhiên theo mình nghĩ là thứ nhất đó là Tây Nguyên là rất là sẵn về củi, đặc biệt là củi cây cà phê rồi củi rừng rất là nhiều, cho nên là mọi người rất là dễ dàng để chuẩn bị những cái đống củi như thế này. Cái mặt thứ hai nữa là theo cái quan niệm mà mình hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo rằng là đốt vào đêm giao thừa như vậy là để mọi người xua đuổi những cái sự mà xui rủi của một năm và cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Ngoài ra đó thì mọi người đã nói là đêm giao thừa thì để thêm cái ánh sáng, ánh lửa bập bùng ở phía trước cửa nhà nó tạo thêm cái sức sống, tại vì lửa thì mang lại cái sự sống cho con người và nó là cái sự khác biệt của nền văn minh con người và các loại động vật khác. Và cũng chính vì vậy cho nên là lửa mang lại cái ánh sáng và mang lại cái sự văn minh cũng như là chiếu sáng và dẫn lối cho mọi người để tới thăm và chúc Tết cho gia chủ các bạn nha. Và chút xíu nữa khi mà những ánh lửa này được đốt thì khoảng tầm tới 9-10 giờ sẽ đốt thì mình sẽ quay trở lại để cho các bạn xem lửa trên Tây Nguyên được đốt như thế nào nhé, và những cái đống củi sáng rực này. Đây, mọi người đang chuẩn bị củi để đốt đêm giao thừa. Yeah. Cái lần này chắc phải đốt được khoảng tầm cỡ 4-5 tiếng mới hết được. Nó làm thùng bia nhá. Dạ, dạ. Đó. Mọi người đang chuẩn bị củi đốt. Tây Nguyên thì chắc là không có gì ngoài sắn củi á. Chỉ lẹt mất là 10 phút là có một đống củi to để đốt rồi các bạn. À, hôm qua trời mưa nên là nay phải cho tí dầu hỏa các bạn. Đó, cho một tí dầu hỏa. Chút xíu nữa chỉ cần cầm hộp quẹt trong phát lại thôi. Hôm qua thì may quá ở ngay tại trên Tây Nguyên này thì vào ngày 28 âm lịch thì ông trời ông thương ông lại ban cho một cái cơn mưa rất là to, và như vậy thì cả năm nay một số gia đình lại không phải tưới. Bội thu rồi. Chú ơi, tại sao người Tây Nguyên mình đốt củi vào cái đêm giao thừa thế này chú nhỉ? Con có hỏi bố con giải thích cũng đại khái là kiểu là người ta đốt thì mình cũng đốt chứ cũng không rành lắm. À, đây truyền thống Tây Nguyên. Nhưng mà đấy, con nghĩ là cái này nếu mà đốt thì để cái xua đuổi cái sự xua đuổi thì không biết có đúng không ạ? Chính xác luôn đấy. À, xua đuổi và đón chào cái mới. Nói chung là đại khái là ý nghĩa thì nó cũng tương tự như thế thôi, chứ còn các gia đình về sau này thì thấy đốt và thấy vui trong cái ngày giao thừa thì mọi người cũng đua nhau đốt. Đó, trước mỗi gia đình thì thường sẽ có một cái đống củi vào đêm giao thừa như thế. Rồi sau khi đốt xong thì mọi người lại quây quần bên mâm cơm hay là cái bàn mứt ngồi ăn và ngồi tám đủ chuyện trên đời. Đây các bạn, khoảng 9 giờ thì tụi mình sẽ đốt cái đống củi ngay ở phía trước nhà. Cái đống củi này là thường để phía trước nhà các bạn nhé. Và mình sẽ đốt, mọi người sẽ đốt cái đống củi ngay trước nhà này cho tới qua giao thừa. Và
ngoài đống củi này thì các gia đình sẽ có một cái nhóm củi phụ nữa, để mà nếu mà lỡ mà có cháy hết á thì mọi người sẽ thêm củi vào đây. Chút xíu nhé, cái than hồng như thế này thì mình sẽ nướng một số cái độ khô. Đấy các bạn, sau khi mà bao nhiêu công nhóm lửa thì đám lửa trước cửa gia đình của mình nó còn đã cháy hừng hực như thế này. Và xung quanh đám lửa cháy hừng hực đó là cái sự quậy phá của mấy đám nhóc. Nó cũng đang xem là cái đám lửa này nó cháy như thế nào. Khi mà những ánh lửa cháy bồng bồng trước cửa nhà như vậy thì không thể nào nó không thu hút được cái sự tò mò của các bạn nhỏ. Và chúng ta cùng xem các bạn nhỏ trên Tây Nguyên thế nào nha. 1 48 đồng cho anh em nha. Nào, đó, đám tiểu yêu của nhà mình đó. Đây là phong tục mà đốt lửa ngay trước cổng nhà vào đêm giao thừa của những gia đình sinh sống trên cái mảnh đất Tây Nguyên các bạn. Sau khi đốt lửa xong thì gia đình mình sẽ quây quần để cùng ăn mứt, ăn bánh kẹo, ăn trái cây. Và một hoạt động văn nghệ không thể thiếu vào cái đêm giao thừa đó chính là cùng xem táo quân. Đó, xem táo quân ngày Tết.